Ở tập trước, do La Phong không có lĩnh vực nên các cao thủ có cấp sao khiêu chiến thấp hơn so với hai người anh em của mình. Vì lẽ đó, La Phong quyết định sẽ lấy số lượng để bù đắp cho chất lượng, đã yêu cầu ba bá tháp mở ra hàng loạt các đối thủ mới. Sang tới nội dung của Thuần Phệ Tinh Không tập 108, chúng ta đến với Sát Lục Tráng trên đảo Hắc Long Sơn. Đích xác tụ tập cả vô số tinh anh trên Hắc Long Sơn Đế Quốc, ba người La Phong, Hồng Lôi Thần trong quá trình ở không gian quyết chiến đã nhanh chóng quật khởi, dần dần hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Không gian quyết chiến, nếu bỏ tiền ra thì người khác cũng có thể xem cuộc chiến đó. Do đó, người càng có nhiều người xem cuộc chiến thì tổng phí phải nộp càng đáng sợ. Đương nhiên, cho dù đến xem cuộc chiến giữa hai cấp hàng tinh cũng cần một kiểu khỏa tinh, phí tổn phải nộp cũng chẳng kinh người là mấy. Dù sao cũng chỉ là cấp hàng tinh cấp 1, nếu là vực chủ, giới chủ đối chiến thì số tiền đó mới là kinh người. Thế nhưng loại đối chiến của cấp hàng tinh này vẫn có một vài lãnh đạo các tổ chức thỉnh thoảng quan sát xem có thể thu hút người này vào tổ chức mình hay không. Quay lại với không gian cuộc chiến, La Phong một mình ngồi phẹt trên lôi đài màu đen, độn thiên toa cũng rơi xuống một bên. Trong mắt của La Phong hiện lên vẻ đau đớn, cảnh vừa rồi giống như là cơn ác mộng vậy. La Phong tự nghĩ, sao lại như thế, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nàng chỉ là một vũ giả chứ không phải là tinh thần niệm sư. Vũ giả cấp hàng tinh cấp 1 chỉ được là đánh giá lục khỏa tinh. Độn thiên toa của ta trước mặt nàng chẳng hề có lực phản kháng. Trong mắt của La Phong hiện lên vẻ đau đớn, cảnh vừa rồi giống như cơn ác mộng vậy. 882 trận thắng, 1 bại, liên tục thắng 881 trận. Đây là việc oai phong như thế nào, đáng hăng hái như thế nào? La Phong cũng nghĩ rằng mình coi như thiên tài tuyệt đối trong cấp hàng tinh bậc 1, không có mấy người có thể thắng được mình. Thế nhưng vừa rồi, nữ vũ giả cầm song đao mà hắn chạm mặt, mình căn bản là bị giày xéo. Nữ vũ giả này cho mình lần lượt 9 cơ hội, mỗi lần có cơ hội giết mình đều tha cho mình. Thời điểm mấu chốt lại buông tha cho mình 9 lần, tới lần cuối cùng mới đảo qua ấn đường mình một cú. Ngắn ngủi một hồi quyết chiến, được đối thủ liên tục nới tay 9 lần, rất hiển nhiên nữ vũ giả này căn bản đã đang giỡn, về thực lực đã vượt xa La Phong, giống như một người lớn trêu đùa hài tử, nới tay 9 lần cuối cùng mới giết chết La Phong. Lúc này cũng có rất nhiều người khiêu chiến La Phong, thế nhưng La Phong căn bản không còn tâm tư tại chiến đấu, trong đầu của hắn hoàn toàn là cảnh trận đấu lúc trước. Mặc cho kiếm ngư trận có uy lực mạnh như thế nào, thế nhưng dưới lưỡi đao vô cùng kiềm quyết sắc bén của nữ vũ giả đã bị chém văng ra. La Phong có thể tiếp tục thu thất bại, thế nhưng không cách nào tiếp thu được thảm bại như thế. Trận thảm bại này nói cho La Phong một điểm, chỉ cần là đảo Hắc Long Sơn, giữa đồng dài cũng có rất nhiều người mạnh hơn mình, nếu không thì một đồng dài sao lại dễ dàng giày xéo mình như vậy. Chúng ta đến với một nơi khác trong không gian quyết chiến. Lôi Thần đang giao chiến với một nữ vũ giả toàn thân mặc màu trắng. Chiến tích của Lôi Thần lúc trước cũng rất là biểu hãn, 691 trận thắng, 3 bại, được đánh giá là bát khỏa tinh. Mặc dù nói đã thất bại 3 lượt, thế nhưng Lôi Thần cũng không thèm để ý, vì quyết chiến vốn chính là có thắng có thua. Phần lớn quyết chiến đều là để có thể đạt được đột phá. Vì có lĩnh vực, do đó đối thủ của Lôi Thần phần lớn đều là thất khỏa tinh, bát khỏa tinh, thậm chí là cửu khỏa tinh. Thua ba chàng là việc rất là bình thường. Về phía Hồng, một thân chiến y màu đen, cầm một thanh trường thương màu bạc, mắt lóe sáng nhìn đối thủ trước mắt. Haha, thống khoái, ta chiến đấu 695 chàng, so với ngươi các đối thủ khác căn bản không ăn thua gì, đúng là thẹn với tử tinh anh này. Chúng ta đến với đại sảnh Sát Lục Tràng, La Phong đang ngồi với Hồng Lôi Thần thảo luận lúc ba chàng chiến đấu trước. Không thể không nói, trận đấu với nữ vũ giả đích xác đã đả kích La Phong rất lớn, thua cũng không sợ, thế nhưng cũng sợ thua thảm như vậy. Ngay lúc này, nơi khóe mắt của La Phong chợt thấy một nhân viên chuyên môn của Sát Lục Tràng đang đi về phía mình. Lôi Thần cũng nhìn quanh, chung quanh cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Nhân viên chuyên môn của Sát Lục Tràng là một nam tử cơ bắp mũi nhọn. Hắn mỉm cười rồi nói, ba vị tiên sinh, trên lầu có một vị chủ nhân tĩnh tâm thất muốn mời ba vị. Chủ nhân tĩnh tâm thất, La Phong cả kinh. Tĩnh tâm thất là một căn phòng có bí mật cực kỳ cao, rất nhiều cường giả thuê phòng tĩnh tâm thất thời gian dài. Chủ nhân tĩnh tâm thất bình thường tối thiểu cũng là cấp vũ trụ, trừ phi một số cực nhỏ kẻ khủng điên lắm tiền. Lúc này ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đứng dậy, nhân viên chuyên môn đi trước dẫn đường. Trong mấy chốc đã đi dọc theo thang lầu xoay tròn đi lên trên lầu 2. Lầu 1 là đại sảnh vô cùng rộng lớn, lầu 2 là một mê cung mỹ lệ u tĩnh. Trong mê cung có những tĩnh tâm thất, rất nhiều cường giả cấp vũ trụ, thậm chí là cả vực chủ, giới chủ cao cao tại thượng cũng có thể trong số đó. Ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, giới chủ có thể nói là vũ lực đỉnh cao nhất. Nhưng bình thường giới chủ đều hoạt động ở Càn Vu Đại Lục trong vũ trụ giả định, chứ không phải là đảo Hắc Long Sơn. Dù sao lãnh thổ quốc gia Hắc Long Sơn Đế Quốc có rất ít giới chủ, có thể thường xuyên gặp mặt ở vũ trụ giả định thì còn ít hơn. Họ tự nhiên nguyện ý đi Càn Vu Đại Lục, nơi đó mới là cường giả như mây.
Chính là phòng này, nhân viên chuyên môn đứng trước cửa mỉm cười nhẹ nhẹ gõ cửa. Sau đó nhân viên chuyên môn lập tức lùi ra sau. La Phong và hai vị huynh trưởng nhìn vào tĩnh tâm thất. Có một nam tử hình thể vô cùng khôi ngô đứng lên từ trước, toàn thân đen bóng như là được rèn bằng sắt thép vậy. Ba vị vào đi, hán tử khôi ngô nói. Ba người La Phong, Hồng Lôi Thần không sợ gì, đi thẳng vào tĩnh tâm thất. Vừa vào tĩnh tâm thất, cả tĩnh tâm thất giống như sáng bừng lên. La Phong nhìn hán tử khôi ngô trước mặt, đột nhiên cả kinh. Hán tử khôi ngô mặc một chiếc chiến bào, trước ngực trái có một tấm huân chương, trên huân chương có một hình biển máu ngập trời, trên đó có hai tinh cầu lơ lửng. Dòng binh vũ trụ nhị tinh. La Phong hoàn toàn khiếp sợ. Một trong điều kiện để tham gia sát hạch song binh vũ trụ nhị tinh là phải đạt tới thực lực vực chủ. Do đó song binh vũ trụ nhị tinh thấp nhất là vực chủ, thậm chí còn có thể là giới chủ. Cường giả vực chủ đây là khái niệm gì? Những vũ trụ văn minh sơ cấp như là Ngân Lam Đế Quốc, như là Tạp La Đế Quốc vân vân không dám trêu vào vực chủ. Họ có thể mở ra một khu vực để làm chủ nhân, là cường giả được vũ trụ thừa nhận. Nếu như nói cường giả cấp vũ trụ có thể hủy diệt địa cầu là phải lần lượt công kích địa cầu nhiều lần. Còn vực chủ chỉ cần một quyền công kích lan ra hải dương, làm sinh ra đại hồng thủy, có thể bao phủ cả địa cầu, xảy ra một cuộc đại diệt chủng. Đây chính là vực chủ. Đây là siêu tồn tại đủ để làm đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp không phải kinh hãi. Lúc trước chủ nhân cầu Long Tinh cũng chỉ là một vị vực chủ mà thôi, còn vị trước mắt này xem ra còn mạnh hơn vực chủ bình thường một chút. Ba người La Phong, Hồng Lôi Thần vừa liếc mắt, đồng thời đều chào vẻ cung kính. Tôn kính cường giả là lễ tiết được công nhận trong vũ trụ. Hán tử khôi ngô nhìn ba người La Phong khẽ mỉm cười. Ta đã quan sát các ngươi trên một tháng qua. Các ngươi từ sau khi tiến vào sát lục tràng, mỗi ngày đều huấn luyện ở sát lục tràng, không có một ngày nào đình chỉ. Ta nói có đúng hay không? La Phong cả kinh. Một cường giả tối thiểu là vực chủ mà quan sát ba người mình trên một tháng sao? La Phong quay đầu nhìn Hồng Lôi Thần, họ cũng đang khiếp sợ. Ngay lúc này hán tử mới giải thích. Trong vũ trụ có rất nhiều tộc nhân loại, hơn 1.000 vạn chủng tộc, thế nhưng đại khái chỉ là 10 cấp. La Phong cẩn thận dán mắt nhìn danh sách, viết ra từng nhóm rất rõ ràng. Đệ nhất đẳng huyết thống nhân loại trưởng thành là đạt tới vực chủ. Đệ nhị đẳng huyết thống nhân loại trưởng thành là đạt tới cấp vũ trụ. Đệ tam đẳng, đệ tứ đẳng đến trưởng thành trở thành cấp hành tinh. Đệ ngũ đẳng, đệ lục đẳng trưởng thành là cấp hành tinh. Đệ thất đẳng, đệ bát đẳng trưởng thành là cấp học đồ. Đệ cửu đẳng, đệ thập đẳng trưởng thành đều không thành gì cả. Thế nhưng căn cứ vào thiên phú tu luyện, xác suất trong chủng tộc xuất hiện cường giả phân ra đệ cửu, đệ thập đẳng. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.